Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu đến anh em một con âm ly đen mà suốt thời gian vừa qua rất nhiều người được quan tâm vì thấy Khôi hay ghép với các loa hiện tại như Tannoy, rồi Tannoy đồng trục bán 40 hoặc là Tannoy loa cột, cũng như đánh vào các dòng loa là JBL, rồi loa RLS, rồi kể cả loa Đức Rundit vân vân. Thì nhiều anh em đang quan tâm nó là con âm ly gì. Thì hôm nay Khôi giới thiệu đến anh em đó là con âm ly The Voice of Music. Model của nó là 1428. Đây cũng là cái đời lớn của cái hãng này. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết thì Khôi giới thiệu đến anh em là con âm ly này nó là của hãng The Voice of Music, một thương hiệu của Anh. Lúc bây giờ và đời này các dòng âm ly đen này thì nó được sản xuất tại Mỹ anh em, được tại Mỹ. Thì con này Khôi bán rất rất nhiều anh em, có nghĩa là vài năm trở lại đây thì Khôi bán con này rất nhiều và được người chơi rất ưa thích và tin dùng vì cái chất âm của nó rất là hay. Bên cạnh đó là nó cực khỏe luôn anh em, nói về khỏe là vô đối luôn, đánh tốt AR2 và có thể đánh AR3 nếu mà anh em nghe nhạc xưa, nghe nhạc rề đó. Ngoài ra đánh được rất nhiều loa, nói chung là không biết dùng từ nào diễn tả vì Khôi đã ghép rất nhiều loa trên YouTube của Khôi rồi nè. Thì đây, và nó có cái vỏ rất là đẹp luôn nè. Cái vỏ này là vỏ này không có sơn tốt gì anh em nha, đây là vỏ zin của nó ha, vỏ zin của nó đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn đó. Trên này là CNC này, thì có chút xíu chỗ này nó bị nám anh em ha, lưu ý chỗ này bị nám này. Rồi mặt mày đẹp, chức năng hoạt động hoàn hảo. Thì các cái đèn cổ này so với đèn đời mới, đèn high-end hoặc là đèn DIY thì nó khác nhau cái gì? Khác nhau cái chỉnh bass chép anh em, và CT mono. Đây này, CT mono này, rồi có cái chữ mon rivet nữa. Đó, nó là cực kỳ hay nếu mà anh em nghe nhạc vàng chỉnh dãy trên ha. Rồi, đây nè, thì ở đây cái này á là vô low net với volume tích hợp anh em nhé. Nên là cái chữ này là cái chữ low net này chứ nó không phải chữ volume. Là nhiều anh em về hỏi là cái nút chỉnh volume ở đâu, công tắc nguồn thì ở đây luôn này, công tắc rời ha. Những dòng cổ này thì người ta làm công tắc rời chứ không có tích hợp nha. Rồi ok, thì đó là các cái vấn đề cơ bản thôi. Rồi thì cái con này anh em, đây con hình bóng ở sau này, đặc biệt là cái con này toàn bộ bóng zin anh em, bóng zin của hãng The Voice luôn. Rất là tuyệt vời nè. Thì đây có một cái chữ này không biết là người ta dán làm gì để vậy y nguyên luôn ha. Chữ ở đây nó chìm ở trong này, tín hiệu đầu vào này. Nó cũng có tuner này, nó có phono này, nó có output này, rồi nó có tép này, ở đầy đủ anh em ha. Rồi cái con này nó chỉnh được 4 cầu loa, 4 8 16 ohm anh em ha, 46 ohm, thì điện 120. Và anh em thấy không, công suất tiêu thụ nó tới 150W anh em. Đó anh em, là 150W này công suất mà ra loa, công suất tiêu thụ á. Rồi thì Khôi sẽ tháo nó ra rồi Khôi sẽ nói tiếp bên trong thì anh em sẽ rõ hơn về cái cấu hình của nó nha. Đây anh em, Khôi đã tháo cái vỏ nó ra ha, để anh em cùng xem được cái cấu hình bóng bên trong. Thì thực sự là cái cấu hình bóng của con này nó quá khủng khiếp anh em, thật sự luôn. Chia sẻ với anh em để anh em cùng biết là bình thường á thì nó sẽ không bao giờ mà nó có một cái sự hoàn hảo như con này. Con này đầu tiên anh em, đây bốn cái công suất anh em ha, nó L84. Đời này đời lớn nó chạy bóng 6BQ5 L84 đó, The Voice of Music. Tất cả luôn anh em, tất cả luôn đều còn chữ còn logo ha. Tôi tháo ra một cây nữa cùng xem thử này. Đây. Đó, có cái logo này. Đó, The Voice of Music ha. Rồi bên cạnh đó anh em thì nó sẽ có hai cây 12S7 cùng là The Voice of Music luôn. Đây. Đây, The Voice of Music. Rồi, hai cây 6L7, ba cây anh em. Thì trong này nó sẽ có đây. Cùng là The Voice of Music nhưng mà bóng này là Gibson Britton anh em. Đó, đây này. Tuyệt đỉnh luôn anh em. Nói chung là chưa bao giờ mà thấy một cái con nào mà có cấu hình bóng khủng khiếp như thế đó. Con này đây này, đây cũng là một cây này, Made in Britain này. Chung là những cái bóng này là rất là xịn sò đó, nên thật sự là nó quá khủng khiếp, quá hay anh em. Và cái con này anh em, nó chạy hai cái cầu loa này, anh em có thể sử dụng jack này là jack cắm vào,
Còn cái con dưới này thì mình sử dụng giắc mị, tại vì đời xuất anh em. Đời xuất thì nó phải có cầu, thì khôi đã gắn sẵn cầu để khôi test loa đó nha. Này 4816 này, loa Đức là 4 này. Loa Nhật, loa Mỹ là thường 8 và loa Ân này thường 16. Loa của anh em bao nhiêu ôm thì mình chuyển sẽ gạt nó thôi. À, rất là đơn giản ha. Không phải là đấu điếc gì luôn. Đó. Tuyệt vời tuyệt đỉnh, máy móc thì zin anh em nha. Zin hoạt động tốt, con này khôi chưa vệ sinh luôn. Chưa lau chùi luôn nha. Đó, yên tâm khẳng định khôi nói đúng với cái những gì khôi đã quay nha. Anh em cứ yên tâm là mình cam kết đúng hàng. Đó, anh em yên tâm là mua hàng nha. Rồi cái nắp này thì nó là chống nhiễu. Đó, nó không bị ù. Thì khôi tháo ra để quay cho anh em xong thì mình cắm lại để mình test nhạc nha. Rồi cái phần cuối là cái phần mức giá nè. Thì cái con này nó sẽ cao hơn con trước một chút. Con trước là 26.500.000. Cái con này lý do nó sao nó cao hơn thì tôi đã trình bày rồi. Vì anh em cũng thấy là cấu hình bóng của nó xịn sò hơn. Hiếm khi có những cái con nào mà về bóng tất cả bóng zin trên máy mà là bóng của hạt The Voice of Music. Trong đó có 3 bóng là Britain. Thì nó sẽ hay hơn và nó có giá trị về sưu tầm hơn anh em nhé. Rồi anh em nào mà yêu thích và có nhu cầu biết chơi những cái món này thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu nha. Đã tin tưởng, đã quan tâm thì mình giao dịch chuyển khoản. Còn anh em ngại thì chip cọc trước cho Khôi 30%. Phải còn lại thì bưu điện thu hộ. Đặc biệt là những vị khách nào mà thiện chí alo giao dịch luôn luôn có cái mức giá ưu đãi là với giá tốt nhất nha. Rồi về phối ghép thì những clip vừa rồi thì Khôi đã đánh rất nhiều loa. Từ tan loa đồng trục bass 40 đến loa Grundig hoặc là JBL hoặc là vân vân, nói chung là vô số loa luôn, kể cả Pioneer 7788 đều đạt được cái sự mong muốn, trầm khỏe nha, tiếng rất là hay luôn, ngọt ngào luôn. Chỉ có một cái điều mà hơi tiếc một chút xíu là cái ngoài nó nhỏ nè, nhưng mà bù lại thì chơi rất là hay nhá. Rồi cảm ơn anh em, bây giờ thì anh em sẽ nghe một ca khúc trữ tình Thùy Dương thể hiện trên cặp loa Tannoy M20G này. Thì Khôi có hai cặp, thì Khôi đã bán một cặp rồi, clip cách đây 3 ngày Khôi đã đăng lên. Thì còn một cặp thì hôm nay Khôi sẽ giảm nhẹ 500, còn là 14 triệu để anh em chốt luôn cho xong cái lô hàng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu ha. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em vào những món hàng sau. Bây giờ là cái phần test thử chất âm, mời anh em cùng nghe nha. Chưa biết xuân về đây thôi.
Còn nặng u sầu.